Chào các anh em nha. Mình vừa về được lô Echo nhập Nhật nguyên chiếc bóc thùng Echo 525 của Nhật. Nói về dòng này thì nòng xi lanh chạy hai lá sắc măng, bền, tiết kiệm nhiên liệu, đồ dễ thay thế. Dòng này thì có thể chúng ta chạy được lắp bằng hai phiên bản lam. Đó là lam nguyên zin đi theo máy, là lam Echo đen chữ nổi của Nhật và lam Oregon Dracut của Canada. Dòng thép Dracut này thì là dòng thép nổi tiếng rồi, dòng thép là chịu lực cực cứng và ít bị oxy hóa ăn mòn. Máy CS525 nhé. Phiếu bảo hành chữ nổi trên giấy luôn nhé.